Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Đức Vlog của em. Thì hôm nay em có mặt ở Hà Nội rồi và đang đứng trước một cái gara có uy tín nhất về độ xe điện tại miền Bắc. Thì mọi người cùng em tham quan thử và xem thử con VF8 hôm qua thì chúng em độ những gì nhé. Ở đây thì hiện tại giờ đang có nguyên dàn xe của VinFast bao gồm là VF5, VF6, VF7 và VF8. Hiện tại đang thiếu một con VF9 nữa, nhưng con VF9 này đang đi úp phần mềm. Đấy. Rồi chúng ta cùng đi vào xưởng nha. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression. Rồi, và đây là chiếc VinFast VF8 mình mới đưa từ ngoài Đà Nẵng vào. Và đang tiến hành thi công hệ thống dán keo cách nhiệt, cách âm còn xe. Đây, cái anh họ đang làm thì khi nữa khi nào làm xong thì mình sẽ đi vào lại Đà Nẵng để kiểm tra cái tiếng ồn của xe nó có khác biệt nhiều so với lúc nổ và chưa độ hay không nhé. Mình chỉ là nêu cảm nhận của mình thôi. On your boss, don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Rồi, như mọi người cũng đã thấy ở đây, thì phần cách âm lớp đầu tiên đã xong. Và điều đặc biệt là bên gara mình lấy là xịt cái form cái chai form á vào trong những cái hộp của xe, giúp triệt tiêu tốt nhất cái tiếng ồn vọng từ dưới gầm xe đi lên. Đấy, những cái chỗ này vẫn là những cái chỗ mà gây ra tiếng ồn nhé, gây ra tiếng ồn cho xe. Đây, nhiều người thấy đó. Đây bây giờ hiện tại các anh kỹ thuật đang làm lốp, chán lốp á. Thì khi một cái lốp xong rồi á là người ta sẽ cho qua bên phía bên này, cũng tiếp tục xoay ly tâm để cho cái lớp keo chán đều và nó khô lại, nó không có gây ra cái tình trạng là ít bên nhiều hay là keo không đều. Thì cái vấn đề xoay lốp này á, xoay lốp ly tâm này á, là giúp xe có thể chán keo đều hơn và trong lúc chờ keo khô. Đấy. Rồi thì hôm nay mình nói luôn là ở đây cái lớp Avanza này nè, lớp Avanza này hiện tại bây giờ được sự tín nhiệm của anh em VinFast VF8 và VF5 rất nhiều. Đấy, thì cái chiếc xe kia cũng là thay lớp của Avanza luôn, thì các anh em đang dán keo đấy. Thì mà như mình rồi sơn chút xíu, hiện tại mọi người thấy không, cái lòng cái gọi là tanh lốp ở ngoài nè, cái này phần này là nó dày hơn cái của Goodyear rất là nhiều nha. Nó dày hơn của Goodyear rất là nhiều, mình thấy rõ luôn á. Mình đã cầm cái lớp Goodyear rồi, của hãng rồi đấy, của đang lắp lên con VF8 Eco á, thì cái tanh lớp này nó mỏng quá, thì nó gây cái hiện tượng là con xe VF8 của mình á, mình đậu một bánh ví dụ đậu xe mà đậu không tăng á, thì nó sẽ dồn cái lực về phía bên cái phía chịu lực cao hơn á, thì nó gây hiện tượng nứt lớp này đấy. Như mấy bữa trước là nó bị nứt lớp á, thì ở đây em thấy là gara này xài lớp Avanza rất nhiều và nghe mọi người nói chạy nó êm hơn và nó êm hơn và nó chịu lực tốt hơn, đi xe nó đỡ ồn hơn nhiều lắm. Thì có thể là cái lớp mới thì đầu tiên cái nhà sản xuất nào cũng thế thôi,
lớp mới này là cái lớp Avanza này là của bên với lại MyStar và sẽ chung. Thì cái lớp đó được có công nghệ chính xác của nó là được có công nghệ Đài Loan và được xuất khẩu đi Mỹ, đi các nước châu Âu rất là nhiều, nên là được thị trường của họ rất là ưu chuộng rồi, cái biến cỡ rất là nhiều rồi, nên là anh em mình cũng tin tưởng vào cái lớp này là để chạy. Và mình cũng nói chắc con BF5 của mình khi mà ấy ra xong thì mình sẽ vào Sài Gòn và mình sẽ kiếm cái hàng nhãn hàng của lớp Avanza này mình sẽ thay ha. Cái thành lớp như thế này là mình rất là tin tưởng nha. Nếu mà xe điện mà nó nặng mà, nếu mà chạy cái lớp mà cái thành lớp này nó mỏng, nó rất là dễ bị nứt cái về lớp này nè. Đấy, mọi người chú ý nha. Rồi cái đó cũng là một cái sự lựa chọn của mọi người. Rồi em thì nó vừa rẻ, cái lớp Avanza này nó vừa rẻ mà nó vừa tiết kiệm, và cái thành lớp này nó dày thì có thể là nó chạy được nhiều, gọi là mình ấy thường nói là gọi chạy được, nó chơi lớp nó chạy được nhiều km hơn đấy. Như thế biết thế trước đi, rồi sau có một thời gian em trải nghiệm xong cái lớp Avanza này em sẽ có một cái video cho mọi người cùng tham khảo. Rồi để các anh thợ đang làm đi, thấy mọi người thấy không, đang quay ly tâm thấy không, khi mà cháy xong rồi tưới keo một lớp không khô rồi thì các anh thợ sẽ quay ly tâm đấy, để cho cái lớp nó đều đấy. Rồi xíu nữa em sẽ quay cái keo của nó sẽ như thế nào nha, cái mặt về mặt keo và cái chất lượng keo nó có khác thì em sẽ coi những cái keo này có cái gì khác biệt không so với những cái chỗ khác không. Đây là lớp keo này. Nó dính chắc lắm. Đây là lớp keo của bên gara Minh Lý đang sử dụng. Thì cơ bản là mọi người nhìn nó trong. Nó trong. Và nó có ánh xanh. Ơi xanh chút xíu thôi. Chúng mình cứ do ánh đèn pha nữa thì nếu mà cầm lên bình thường mọi người kéo cái này lên thì nó là một chồng. Đấy thì cái keo này sẽ được nấu chảy. Đấy. Cái keo này sẽ được nấu chảy ở nhiệt độ 150 độ C. Đấy. Mọi người nghe đóng ngắt không? Cái đó là relay nhiệt, họ CB relay nhiệt họ rồi đóng ngắt để nung keo bên trong á. 150 độ C thì cái keo này nó sẽ tan chảy và sẽ phun vào trong lớp. Mọi người nhìn thấy nó không có cái một cái tạp chất nào, ơi không có một cái hạt sượng nào, hạt bụi nào nằm trong đúng không? Đẹp đấy. Đấy là theo cái kiến thức của em biết thôi. Thì nói chung là đại khái là cái keo này em thấy là tốt. Thì còn về giá thành như thế nào thì mọi người cứ liên hệ với Gara nha. Em thì mọi người cần gì đó thì mọi người cứ comment ở dưới rồi chỉ nói em, rồi em hướng dẫn cho mọi người cách liên hệ. Rồi đó là cái keo đây, mình nói sơ bộ thế thôi. Nói chung là sản phẩm chất lượng này là ok, theo em cảm nhận là ok đây, nó dính rất là chắc. Rồi mình sẽ em sẽ có một cái video clip nữa là chờ cái xe VF8 chỉ làm xong đi rồi xong e rồi. Đó là cái quá trình của chiếc chắn lốp ở gara này. Rồi mọi người chờ cái em có cái video clip của cái con VF8 mà được đang chuẩn bị đã được làm á, cũng như là thay lốp như thế này, rồi em cùng mọi người cảm nhận vào cái dịp của chiếc xe vào 2 ngày nữa là em sẽ quay vào lại Đà Nẵng và sẽ đi cùng với một anh nữa, sẽ tiện đường đó sẽ giao luôn chiếc VF8. Và từ VF8 đó thì giao ở Đà Nẵng xong là em sẽ bay đi vào Sài Gòn và trở lại Sài Gòn thân thương của chúng ta thôi. Rồi